đang ở phiên chợ Bắc Hà vào ngày chủ nhật này nhé. Hiện tại mình đang có mặt. Ơi đây. Anh đang ở chỗ hoa lan. Ở đây là cái cửa hàng hoa lan mọi người ạ. Nhiều hoa lan đẹp luôn. Ô đang có lụ rồi. Chậu này đang có lụ rồi mọi người nhé. Đây ạ. Lan rừng lan đẹp đây. Phải không? Hai tay kiểu một cây một cây đi luôn đi đập ấy nhé. Đây là cái cây gì không biết này. Đây là cái cây gì anh nhỉ? Nó này có cái củ củ này. Đây là gốc củ cái này. Làm được thuốc đó. Cái này là được thuốc luôn à? Ừ, cái này nó có bảo củ củ rái. À đấy à? Cái củ đấy là củ rái, cái này ngưng rượu uống. Ngâm cả cả cây cả cả lá luôn này cả. Cả lá cây cả lá có hoa đấy mà. Nó đẹp nhờ. Cái này chung là kẻ thôi. Và có người mua làm thuốc. Ờ, cái này là một cảnh đẹp nhỉ. Mua đi ăn. Em đang đi quay, lát em đi quay lại mới lấy được. Giờ đang đi quay. Đây là hoa lê nhỉ. Hoa lê đúng không? Hoa lê rất đẹp. Cái này có cái cảnh này con à. Vườn hoa lê, hoa lê được mũ. Đây là cây sâm mũ nhé, sâm quy cái này để ngâm rượu này. Đây là cái hoa chú rừng nhé, ngon đấy. Nhiều hoa lê đẹp. Cái nào có lẻ cho bán cho du khách đấy mọi người. Đây toàn hàng lan rừng mọi người nhé. Thế nào? Rừng rất là đẹp luôn. Cái kia, cái nào? Mang về sao nhìn thế này nó bảo nào? Mọi người cùng di chuyển theo mình nhé. Mua cái chỗ xôi. Chỗ xôi là một cái bể. Một phụ nữ đã đây như thế. Cái này tao chưa đưa cho mày được 10. Cái này 10 nhìn á. Không. Nhiều lan đẹp luôn. Chủ yếu là hoa màu vàng mọi người nhé. Tao nói tao nhìn nó say bông này. Tao mà đi bán hàng chắc đẹp tay mà biết làm bán được mấy câu bán rồi à, có thể thấy cây này mà về trồng bonsai làm cảnh thì tuyệt vời luôn. Củ rất quá đẹp này. Lan này là dòng lan gì mà nó mập này chị nhỉ? 100.000. Tử. Chốt luôn. Ơi. Đây lấy cái này. Biết rồi, mua cả cái này. Hoa hồng cổ. Này xách xách xách. Cái gốc cây hoa hồng dã man luôn. Kinh khủng luôn. Sato này, Sato rồng.
Vâng. Anh cái này bao tiền đấy? 400. Đây di chuyển tiếp đây mình thấy có một cái cực lu. Đây không biết lu gỗ gì đây. Đấy. Cái này như một gỗ sao. Ấy. Ê, lu gì ấy, chú? Giỏi à? Cái này cục lu giỏi mọi người. Nó này được có một lửa đâu nhỉ? Bên này nó không có nhỉ? Cái này cây tươi đúng không ạ? À. Lu giỏi mọi người nhé. Cái này đang bao tiền đi chú? 500 à? Tươi mọi người. Mọi người có thể nhìn sát vào đây là cái vết chặt đấy. Cái lưu rổi đang có giá 500 một cái nhé. Bây giờ được chợ Bắc Hà rồi, có đang mưa phùn nặng hạt mọi người ạ. Đấy nhưng mà hoạt động này diễn ra buôn bán vẫn rất là bình thường mọi người nhé. Đây là lan, lan tím này. Lan rừng 100 luôn. Okay. Hôm nay nhiều lan đẹp lắm mọi người. Đây là cây cây sim. Đồ hoa sim, đồi hoa sim đấy. Không, đồi kia là đồi khác này, đồi này đồi khác. Đồi này đồi khác đúng không? Sim rừng. Đây là sim trái. Cây sim rừng à? Sim mình cái sim trái. Đây là cây hoa hồng mọi người nhé. Hoa hồng rêu 100% tự nhiên này. Đấy. Màu cái cả rêu lên trên rồi. Không 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 bố rồi. Còn đây là cây tầm gửi mọi người ạ. Tầm gửi mọi người ạ. Tầm của cây gạo này là làm thuốc rất là quý ấy. Bán rất là đắt. Còn đây là chỗ bán hoa đào mọi người ạ. Rồi ok bây giờ mời các bạn cùng theo chân mình để tiến đến cái khu vực cái chim mọi người nhé. Xem hôm nay chợ hôm nay có những dòng chim gì nhé. Hiện giờ chợ Bắc Hà giờ đang mưa phùn nặng hạt lắm mọi người ạ. Mưa ướt áo luôn ấy. Nhà anh trao để thưa thế đó. Lòng anh hơi thưa nhớ đâu ra chỗ này chủ yếu trong màu. Con này đá lân, con này đá lân đẹp. Chim gầy chim bé. Hai con này.
Cho màn này rất đẹp mọi người, đang có tặng một lồng mi mọi người nhé. Đấy. Con này mượt thật đấy, con này trụ chim gấp trăm, sao con này mượt lắm mọi người. Mượt chim nhưng mà những con chim ở trên này nó không to chim đâu mọi người, chim nó gầy chim. Nói chung là bộ nhỏ. Đấy, bên cạnh là hàng chim là hàng xôi mọi người nha. Đấy. Ừ, em bé à. Còn hai cái ba nữa. Một chiếc em bé. Cái 10.000 một phát này không? Chứ mà 100 người hai ba nữa. Đứng ở tít đầu kia ngửi mùi xôi thơm. Anh đi anh ơi, ăn xôi nào. Gần hết rồi. Hai u. Hai nữa thì người ta mua nhé, ta mua lá mà nấu xôi. Dẻo chứ anh. Quá dẻo luôn đây này. Nào xong rồi xong cũng đi mua bán xôi nhà. Để ra nhiều. Đỏ. Cái đỏ ở bên. Yeah, cái này là đun nước sôi lên đúng không? Nói ra xong. Đây mà là đúng rồi ạ. Cái đỏ đỏ rồi. Cái đấy mà là của cái này ra đúng không? Nào ra chơi chim mà đói là mua xôi luôn. Cái này vẫn chơi chim. Một gói 30.000 nữa. Một cả ba con. Ừ, chiếc gì? Không biết tên đúng không? Lại bắt tao thả đi nhá. Nó ăn ăn cá mồi sao ấy? Tôi mua ba con này tôi thả đi để về. Mai cậu thả lại tôi 40.000. Tôi bắt tôi thả đi. Đây mộc anh. Không, em mộc thì cái tật khách. Đúng rồi, tao đây mộc này, đây mộc này, đây mộc này, chim gì đây? Trời ơi, chim nhà ba con chưa đủ, bốn con chưa đủ cậu ạ. Có chim rồi vẫn phải mua chim chứ. Chăn bốn con, lông thú cánh, còn chờ chăn thịt con nữa. Chim muốn thả đi. Thế người ta mới bảo là đàn ông có bao giờ lớn đâu, mãi mãi chỉ là một đứa trẻ thôi. Nhà có bao giờ lớn chim rồi, bây giờ phải nuôi, bây giờ thì phải nuôi con khác, nuôi con gì đấy. Hồ điệp. Đam mê rồi thì nó khó nói lắm. Để tôi bắt tôi thả đi vào đất. Nó đàn tôi mua tôi thả đi mà chủ yếu. Con này gọi chim gì anh? Bắt mãi được. Bắt được ngay. Gì? 20.000. 20.000 con á? Thế thôi. Hai con à? Hai con à? Cả ba con á? Vợ thì đang phản nàn là nhà nhiều chim lắm rồi nhưng mà vẫn mua chim. Cho con. Đây rồi. Bắt tiền con này. Hai cho con á. Mua 36 con đó. Con để kỷ niệm anh 5 lít. Một nước thả con. Con thả con. Đây là bà chim con cái sau làm con nàng con đâu. Con này ra rừng nhỉ? Anh là ở Phú Thọ mà. Anh mới sướng quá con này thôi. Đây là chim cha con mẹ con này cầm chim mà lại bay hết cả lông như vậy. Để đi làm mồi á. Không biết thương hoa tiếc ngọc kìa. Đấy, chứ chim nhà mới giống lông dù cánh. Thôi, cầm hai con sóc đi. Đi cầm trách đi. Trách đi kìa. Cái này rốt vào đâu? Hả? Con nó bảo đêm nó gặp chim. Chim đâu mà chim? Thôi mua đấy đi thôi. Cho cái cắn đấy. Đó ưng đấy. Đôi này là rừng. Được không? Quá bạn nhỉ? Đấy. Rất con này. Rốt nhỉ? Bảo nó ngáy chứ nào ạ? Mày gái đi xem nào. Nào. Đấy. Chuẩn bị gái này, chuẩn bị gái này. Ở trong dưới à? Hôm nay đã mua 100.000 rồi.
chiếc 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 cái lúc mình không quay nó lại gáy bực thế nhở lúc quay chẳng gáy một xào màu một quyên một xào màu này bao nhiêu ấy mua đi cái anh chủ đâu mà bao nhiêu trai đấy trai à ly à quá nhưng mà con này màu nó cũng đã lên đấy đã lên này chim nó bé nhưng nó khỏe bé nó mới không con một bên họa hơi nát nha dài cái con màu lâu lâu này là chim gì anh cánh xanh cánh xanh thiếu lùn còn con kia là quý lâm đúng không ngũ sắc sang cái kia sắc được bán bao tiền con bán quyền rồi nha, trăm có bán không? Chẳng hạn đưa không con ấy, cái nào đó, nào đây là bên bên này là quế lâm nhá, chim cánh xanh nhá, đó, đẹp luôn, chim này rẻ lắm, một cái chim này khoảng 20-25 nghìn con. Còn ở bên này là quý lâm một người con này có phải bạc má à con chú kêu kêu lâu nhỉ con này chắc thơm mù á nhưng mà mùn làm sao nó này nó có đen đâu má nó trắng mấy là mùn là trắng y xì như là con này anh nhìn như con này kinh nghiệm này được cái đấy chẳng biết được phải chủ băng mới biết được chứ con này như kiểu chim mới nhỉ con cá giờ ăn rồi chứ được cái trái anh bao tiền mộc này bán bao tiền 800 á cháu ơi mộc cao thế em thích yếu lắm nhưng mà con này nếu mà mộc con này hơi cao một con này thế cái giấy này là chú chim Dada mọi người nhé dòng Dada này ấy thì nó chỉ kêu nó không hót đâu mọi người ạ mà nó kêu nhiều lắm máy phết đấy cái loại này là chủ yếu nó ăn thóc này với ngô mọi người nhé ăn thóc ngô và uống nước thôi là nuôi dòng này nó rất là đơn giản không phải chăm sóc nhiều đấy thi thoảng vớt ít cỏ cho nó ăn là được ít, như kiểu là rau muống rau cải được cho nó ăn đấy, đây. Đà Đà rất đẹp luôn đấy, đây cũng là Đà Đà này người này đấy. Riêng mỗi một dòng chim thì nó lại có một cái loại lồng riêng biệt. Con này về nuôi thì mình cứ đốt lồng này ấy, mình cho lồng to là không anh? Cho cái lồng này thôi. À chỉ cho lồng này thôi à? Cho lồng to cũng được. À đấy à? To nó đẹp hơn. Vâng. Cái loại này nuôi nó như kiểu gà đấy nhỉ? Nó chả khác gì gà đâu mà. Chẳng khác gì gà. Nó ăn thóc với ăn ngô mới ăn rau, ăn nước thì nó như gà mà. Đấy rồi. Nó là hàng gà. Nó là dòng gà đấy. Anh ấy bán nhiều không? Mấy con? Hai con. À đây à?
Đấy, đây là hiện là đang là cái lồng đặc trưng của con Nada. Đấy, còn về nếu mà về mà theo các bác chia sẻ là mọi người có thể tùy rút lồng to cũng được, lồng bé cũng được tùy. Nhưng mà như cái lồng như này là cũng là vừa rồi, tại vì cái lồng này nó không chạy nhảy ấy. Đây mình đã sang chú gà rừng nha mọi người nha. Lắm mà mua tiền chú gà cá này. Con này là rừng em nhỉ? Dạ. Rừng đúng không? Con này cái nhà nhà thôi ạ. À. Anh tưởng chân đen là rừng. Không ạ. À. Vậy thôi mọi người nhá, cái video này của mình cũng khá dài nha. Mình xin kết thúc video này. Mọi người xem kênh và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhé. Mình có nhiều động